Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đợt dịch COVID-19 thứ hai bùng phát, Bộ đội Biên phòng thành phố đã nhanh chóng triển khai các hoạt động sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh. Đơn vị đã cử 280 cán bộ chiến sĩ và 2 tàu, 8 xuồng tham gia phòng chống dịch tại 34 điểm chốt đường bộ, đường biển, âu thuyền, cảng cá và 6 khu cách ly tập trung. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hậu cần, hỗ trợ vệ sinh, sát khuẩn, đo kiểm tra thân nhiệt, tư vấn phòng dịch thường xuyên cho hơn 1.000 người dân bên trong các khu cách ly và hàng ngàn lượt người dân tại âu thuyền cảng cá. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng biểu dương sự cố gắng của cán bộ chiến sĩ, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực khắc phục để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mặc dù thành phố đã nới lỏng giãn cách, tuy nhiên không vì thế mà chủ quan. Bởi vậy, đồng chí chỉ huy trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên và cơ quan chuyên môn, sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia phòng chống dịch theo yêu cầu của địa phương. Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tặng giấy khen cho 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.